biết gì chưa? Đây, đầu tư ngay nguyên cái quả máy 50 triệu đây, về chỉ để phục vụ cho anh em, đó là dán cái PVM nội thất và PVM ngoại thất đây. Anh em thấy không ạ? Đấy, một con máy như này là cái máy dòng máy CNC nhá. Mà bây giờ tại Thái Nguyên thì có mình bên em Akala Thái Nguyên đang có máy này và cắt trực tiếp cho anh em luôn. Anh em đến cái dòng xe nào muốn dán chi tiết nào thì anh em chỉ cần qua bên em sẽ cắt và dán cho anh em. Và cắt dán như thế nào ạ? Ở trên cái anh em có thể thấy trên cái màn hình máy tính của em đây, đầy đủ hết tất cả các file của các hãng xe luôn. Honda, Hyundai, Kia, những dòng xe đời cao như hàng sang như Lexus hoặc là Porsche, VinFast hoặc là Volvo, bên em đều có đủ nhá. Và cái PVF mà bên em đang dán cho anh em rất là thắc mắc là dán cái dòng gì. Đây anh em có thể thấy đây là cái dòng của PVF của Nick nhá. Cái dòng này thì là dòng rất cực cao cấp, anh em có thể thấy cái thông số của nó đây này. Với cái mã S80 của em đang làm cho anh em và với cái thời gian bảo hành của hãng hãng ghi là tới tận 5 năm và tất cả cái độ độ dày thì rất là cao, độ dày con này lên đến 0,8 mm. Độ dày của PVF có thể nói là cực kỳ dày, đấy cái độ phục hồi của nó rất là tốt. Đấy, anh em nào có nhu cầu dán PVF này đến với AK Thái Nguyên ngay em nhá để bên em dán cho các bác. Cảm ơn các bác.